Chào các bạn, hôm nay mình đi ra hái dâu nhà trồng. Nay bên đây trời mưa, dâu thì nhiều lắm. Đây, ở trong cái bồn đây cũng có dâu nữa nè. Đó. Để quay thêm cho các bạn xem nha. Đó, cái bồn của mình trồng thì nhiều lắm, nhưng mà năm nay không có bỏ thêm đất cho nên trái nó bị yếu, nhỏ nhiều. Đang chín nhiều. Này có con trái lớn bị chim ăn rồi. Chín rồi ha. Chín rồi nè. Đây nữa này, dưới đất. Cái này cái lê. Cái này chắc mấy năm nữa mới ăn được. Này dưới đất. Đất nhiều lắm. Thường à. Mấy cái này thì ngọt hơn, cái kia thì nó không ngọt lắm. Đó, để ngày mai hái, không biết ngày mai còn không nữa, mấy con chim nó lại lụm hết rồi. Có con trái nữa nè, trái luôn. Đó, thấy nhiều trái lắm. Hôm nay cũng có nhiều trái. Chết là bị thúi rồi, không hái kịp nó thúi rồi nè. Thúi rồi này, bị lây luôn rồi nè. Hái luôn quá rồi, nói luôn khóc bù. Để mai hái ngọt hơn. Trong đây còn nhiều lắm. Cái này là cây plum mặn Hà Nội á. Trái cũng nhiều lắm. Còn đây là cây táo nè, apple nè. Apple. Nhiều lắm. Bây giờ trái còn nhỏ nhìn không rõ đâu. Đây, dâu đây. Trái bên đây to hơn mà ngọt hơn nha. Trái này hơi nhỏ. Đó. Chưa chín. Con này bơm mở này lên nè, nó có nhiều lắm. Đây có trái nè, trái này chưa chín luôn. Mai hái, ngày mai nó sẽ chín. Đây nữa nè, nó chín được nửa bên. Để gần đất quá nó bị hư, nó rụng rồi. Nó mọc dài ra đất luôn. Giòn ra đụng vô rồi nó gãy à. Thế là người mới thấy. Đây rau. Rau quế nè. Ra ngò gì lum hết.
sâu nữa nè, luôn cuối rồi. Mấy cái đây gần đất quá nó dễ bị hư lắm. Đây cũng có trồng rau đó. Đi thi nắng chín bên này, mấy trái hồng há nó bị húi chín thì cứ hái đi. Chim ăn con trái bị chim ăn nữa. Chim ăn nè, cái bự này. Chim ăn rồi. Nó có mấy cái để ăn không? Ăn cho có vitamin C. Cái này nó chua giả mang. Nó chua luôn. Ok, chúc các bạn may mắn nha. Thành công. Nhớ bấm subscribe với like để xem cái video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào.